Hello, hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Vanessa vừa mới check một cái thông tin mới của tiền thất nghiệp của bên Phima, thì Vanessa sẽ xin chia sẻ với quý vị ở trong cái video này là hiện tại chúng ta đã có 4 tiểu bang là được 6 tuần. Nhưng trong 4 tiểu bang được 6 tuần này thì lại có 3 tiểu bang đã ở bên Phima họ đã ngừng cấp tiền trợ cấp thất nghiệp cho 3 tiểu bang này, thì là 3 tiểu bang nào bị ngừng thì Vanessa sẽ đọc cho quý vị. Thì bây giờ Vanessa sẽ lướt qua một lượt cho quý vị cùng biết là những tiểu bang nào được 6 tuần và những tiểu bang nào thì đã được trả, tiểu bang nào thì vẫn còn pending cái tiền thất nghiệp nha quý vị nhá. Thì trên màn hình thì của chúng ta thì hiện tại có tiểu bang được Arizona là một trong 4 tiểu bang được cái khoản tiền 6 tuần này, thì duy nhất có Arizona là được 6 tuần và vẫn còn đang lãnh, chưa có bị ngưng. Còn lại là những cái tiểu bang kia thì tí nữa Vanessa sẽ show ở cái trang dưới cho quý vị, được 6 tuần nhưng lại bị ngưng tiền thất nghiệp rồi quý vị nha. Alabama thì vẫn là đang trong cái status đang nhận 4 tuần chưa một lần, còn 1 tuần chưa nhận. Alaska thì là cũng chưa biết và được 5 tuần. Thì Alaska hôm trước Vanessa cũng chia sẻ với quý vị ở cái video kia cái ngày cụ thể họ dự định là vào tháng ngày bao nhiêu thì họ chưa biết, nhưng mà vào từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 9 thì chúng ta cùng chờ xem Alaska họ sẽ trả vào cái thời gian đó. Tiếp theo thì sang cái trang thứ hai thì tiểu bang California cái status họ vẫn chưa có cập nhật, vẫn là 1 tuần. Trong khi đấy thì Vanessa đã thấy các quý vị gửi tin nhắn cho Vanessa là California của chúng ta đã được nhận luôn 2 tuần rồi quý vị nha. Và những cái tiểu bang này thì cái status nó vẫn như cũ luôn. Colorado, Connecticut, Delaware thì vẫn như mấy hôm trước là status vẫn là 5 tuần này. Thì Vanessa sẽ chỉ đọc những cái tiểu bang nào mà có những status mới thôi quý vị nha. Florida thì cũng vẫn như hôm qua Vanessa chia sẻ là cũng chỉ được 3 tuần thôi, còn 2 tuần chưa lãnh. Còn thủ phủ Washington DC thì như quý vị biết là họ đưa cái dự định sẽ lãnh vào cuối của tháng 9, còn lại là cũng chưa có cái status ngày cụ thể luôn. Và những tiểu bang châu chà Hawaii thì cũng thế, cái status vẫn còn như cũ. Thì Vanessa sẽ chỉ đọc cái status mới thôi nha. Status mới là Illinois là cập nhật của ngày 9 tháng 9 là đã trả 3 tuần trên 1 lần, còn 2 tuần họ sẽ trả cho sau. Đó là Illinois. Còn lại là Kentucky thì cũng status cũ. Có Iowa thì status của ngày hôm qua, status thì cũng trả được 5 tuần một lần đầu luôn. Thì ai ở tiểu bang Iowa thì xin chúc mừng quý vị sẽ được nhận từ ngày hôm qua đó quý vị, là 5 tuần trên một lần luôn. Thì cái status này status mới. Còn lại vẫn như cũ này, Vanessa sẽ không đọc này. Tiếp theo là sang cái lịch bên này thì đâu là tiểu bang có cái status mới thì Vanessa sẽ đọc cho quý vị nha. Tiểu bang status mới là Nebraska thì hôm trước không có biết là được bao nhiêu tiền, thì hôm nay đã được bao nhiêu tuần thì hôm nay họ đã biết được 5 tuần rồi. Thì chúng ta chúc mừng cho tiểu bang Nebraska. Thì những tiểu bang này họ nhận tiền muộn thì có thể là họ sẽ nhận trong trong cái tháng 9 này. Michigan thì hôm nay là status mới này, nhận 3 tuần luôn. Và cập nhật status mới cũng chỉ được 3, 5 tuần thôi, không được 6 tuần. Còn lại một tiểu bang nữa là tiểu bang mà chúng ta đáng quan tâm, đó là tiểu bang Montana. Montana được 400 này quý vị ơi. Và cái status hiện tại nó chuyển sang cái chữ gì đây quý vị? Nó chuyển sang chữ Y màu đỏ. Có nghĩa là những ai của tiểu bang Montana từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu ngưng, họ sẽ không cấp tiền cho nữa. Nhưng mà có một điều rất là tuyệt vời là Montana họ sẽ trả 6 tuần đó quý vị. Họ sẽ trả 6 tuần cho quý vị nha. Đây là tiểu bang thứ tư được 6 tuần. Một trong 4 tiểu bang được 6 tuần, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc là họ đã sẽ chấm dứt gửi tiền trong ngày hôm nay. Họ đã đăng cái thông tin ngày 10 tháng 9 là họ sẽ chấm dứt gửi tiền quý vị nha. Thì Vanessa sẽ chia sẻ thêm một cái chút nữa về cái phần chấm dứt gửi tiền này. Thì hiện tại cuộc họp của ngày hôm nay á, lát nữa live stream Vanessa sẽ chia sẻ cụ thể là Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cái lệnh executive order gia hạn tiếp tiền thất nghiệp này quý vị nha. Nên là những tiểu bang nào mà bị chấm dứt á, thì chúng ta cùng chờ đợi lệnh của Tổng thống Donald Trump, và vẫn là cái gói của tiền thất nghiệp của FEMA luôn chứ không phải cái khoản tiền nào khác.
thì lát nữa livestream Vanessa sẽ chia sẻ ở kênh MMV cho quý vị. Đó thì còn tiếp một tiểu bang nữa là New Hampshire. Thì hôm nay cũng đã được trả 5 tuần liền trên một lần lãnh luôn. Thì quý vị nào ở New Hampshire thì quý vị chú ý kiểm tra tài khoản của mình xem tiền có vào chưa nha quý vị nha. Tiếp theo là New Mexico thì cũng trả 5 tuần một lần luôn quý vị ơi, bắt đầu từ hôm qua luôn rồi. Thì đây là tiểu bang mới được nhận luôn này. Thì hôm nay New Mexico là sẽ được nhận 5 tuần luôn đó quý vị, cũng tổng chỉ được 5 tuần thôi. Và còn lại những cái status cũ này vẫn như cũ luôn thì Vanessa sẽ không đọc nữa, sẽ tiếp sang trang tiếp theo cho quý vị. Trang tiếp theo thì Vanessa sẽ cũng chỉ để ý những tiểu bang nào mà có cái status mới thôi. Đó, Vanessa nhìn thấy hai tiểu bang có status mới luôn đây này quý vị ơi. Đây là hai tiểu bang mà hôm qua Vanessa đã chia sẻ với quý vị ở một cái video của tiểu bang Texas là đã ngừng tiền rồi và hôm nay có thêm một tiểu bang nữa. Vậy là chúng ta có 3 tiểu bang đã bị ngừng tiền. Đó là tiểu bang gì đây? Texas này và Tennessee. Tennessee họ cũng để cái chữ Y như thế này là cũng ngừng đó quý vị. Chữ Y màu đỏ như này là tiểu bang sẽ ngừng tiền và Tennessee cũng được 6 tuần luôn đó quý vị. Thì hôm nay họ sẽ trả nốt quý vị nha, tại vì họ để cái status là paid như này là họ sẽ trả nốt của ngày hôm nay và sẽ ngừng trong ngày hôm nay luôn là ngày 10 tháng 9. Còn ở bên Texas thì họ đã trả xong rồi, xong 6 tuần rồi và họ đã ngừng từ ngày hôm qua luôn rồi quý vị nha, từ chiều ngày hôm qua là Texas đã trả xong và đã ngừng tiền rồi. Đã hết cái tiền, cái chữ deplete này có nghĩa là cái tiền nó đã bị cạn kiệt của cái gói phi mà của tiểu bang Texas nó đã bị cạn kiệt rồi nên là không còn nữa. Còn lại những cái tiểu bang dưới này là giống hệt cái status giống như hôm trước Vanessa chia sẻ. Giống hệt của hôm trước nên Vanessa sẽ không đọc nữa, cũng chỉ toàn 5 tuần thôi. Sẽ sang trang tiếp theo. Như vậy là chúng ta có tổng cộng là 19 tiểu bang là tiền đã về tài khoản rồi và tổng cộng chúng ta hiện tại đang có 4 tiểu bang là có khoản tiền là có khoản số tuần là 6 tuần trên một lần nhận. Thì những cái tiểu bang mà được 6 tuần này thì chúng ta bị mất 3 tiểu bang. Đó là Montana này, Tennessee này và Texas là ngày hôm nay đã sẽ bị ngưng tiền, là riêng tiểu bang Tennessee quý vị sẽ nhận nốt trong ngày hôm nay và sẽ bị ngưng tại vì quý vị được 6 tuần nhưng còn 2 tuần chưa được nhận này. Còn lại là Texas và Montana là họ đã nhận 6 tuần luôn rồi và hôm nay họ sẽ bị ngưng tiền từ ngày hôm nay. Thì chúng ta cùng chờ xem ngày hôm nay đang cuộc họp đang diễn ra thì Tổng thống Donald Trump có đưa ra cái ý kiến ông sẽ gia hạn tiếp cái tiền của FEMA, tiền thất nghiệp này. Chúng ta sẽ tiếp tục nhận 300 trên một tuần với cái tiền FEMA nha quý vị nha. Thì chúng ta cùng chờ xem. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye.